Ủa vậy mày? Am am thơm tham, am am lợm lam tham lam. Ê, ê. Mày. Ôi, giận gì? Này, giỡn chơi xíu mà. Ê mập. Giỡn kỳ. Mập nó nghe nè. Cái gì? Gì đinh? Mày nói tao đinh. Ừ, mày cũng đinh. Tao đinh 5 phân đẹp hơn mày mà đinh có 2 phân. 2 phân dễ dễ thương. Mày muốn nó đinh, tao cắt nguyên thùng đinh vô. Rồi, hết đinh. Được chưa? Ê mập. Gì? Cái điều này mà tao muốn hỏi mày. Hỏi đi. Nhưng mà 20 năm rồi tao mới suy nghĩ, giờ tao muốn hỏi mày. Ừ, thì mày cứ hỏi đại đi. Nha. À, ví dụ mày đang đi trên đường, mày gặp hai cái túi, một cái túi tiền và một cái túi trí khôn, mày sẽ lấy túi nào? Tính lừa tao hả mày? Lừa gì? Mày nói là nếu mà tao đi trên đường tao gặp hai cái túi, một là túi tiền, hai là túi trí khôn, đúng không? Nếu mà tao chọn cái túi tiền á thì mày sẽ cho tao là một người tham tiền, tham lam, nói chung là quá tham, đúng không? Nói cho mày biết, tao sẽ chọn túi trí khôn. Suy nghĩ kỹ chưa? Quá kỹ. Túi trí khôn. Ừ. Bởi vậy tao nói đâu có sai. Nói gì? Thường tao thiếu cái gì là người ta lấy cái đó.